thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện chủ trương của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức khởi công các công trình đầu tư công năm 2021. Chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện đồng loạt khởi công các công trình cải tạo, nâng cấp đường trục tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự tại các điểm khởi công có đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị địa phương liên quan. Tại các điểm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dự khởi công 3 công trình, gồm công trình cải tạo nâng cấp đường trục liên xã Tân Dương Dương Quan, công trình cải tạo nâng cấp đường trục liên thôn xã Trung Hà, đoạn từ thôn Đình đến thôn Giúp, và công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Thủy Triều đoạn từ đường 359 đi khu công nghiệp Vship. Hiện trạng các công trình trên đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, mặt cắt ngang tuyến đường không đồng đều, hệ thống chiếu sáng và an toàn giao thông chưa được đầu tư xây dựng. Lưu lượng giao thông khu vực ngày một tăng, làm cho các tuyến đường trở nên chật hẹp. Chính vì vậy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên với tổng kinh phí là 25,17 tỷ đồng, với quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống thoát nước dọc. Trong đó, công trình cải tạo, nâng cấp đường trục liên xã Tân Dương Dương Quan có chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư 6,38 tỷ đồng. Công trình cải tạo nâng cấp đường trục liên thôn xã Trung Hà, đoạn từ thôn Đình đến thôn Giúp có chiều dài 0,98 km, tổng mức đầu tư 5,59 tỷ đồng. Công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Thủy Triều, đoạn từ đường 359 đi qua khu công nghiệp Vật Ship có chiều dài 1,8 km, tổng mức đầu tư 13,2 tỷ đồng. Các công trình này phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021. Để các công trình được thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, phối hợp với các phòng ban chuyên môn và các địa phương, thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng thi công, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện tăng tốc ngay từ ngày đầu tháng đầu, bám sát kế hoạch tiến độ. Trong quá trình thực hiện, phải tuân thủ nghiêm các thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đảng ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận hiến đất bàn giao mặt bằng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ chung của dự án. Các công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ đề năm của huyện, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới. Đặc biệt là việc từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.